Nay ngày vậy con xe của ai vậy? Con xe của ngài đâu rồi? Xe của vợ ngài hả? Ngài ngày qua đi coi nhà với lại kiếm với bò bò. Mới nó qua chuyến này đấm nó thêm cái nữa, bữa tôi mới đấm con cái, anh em có thấy hình trong group không? Tôi đưa mà nó đấm kế bên mặt luôn à, nó sợ chứ bộ anh em nó đẩy ra liền. Đẩy cái bụng. Tay cái dấu bụng. Cái nhà. Con chó này nó đi gần gái cái bắt đầu nó nói điên, nó khùng, nó nói bậy không à. Tôi mà là người con bé đó tôi dí lên tôi chặn đầu xe mày nói gì? Mày nói gì? Giọng vô trái luôn. A few inches later. Đi đó à. Ai à. Trời ơi. Má nó đi mưa nó mặc áo trắng. Đi mưa mà nó mặc áo trắng. Trời ơi là trời. Anh em thấy cái outfit của ngài sao? Nay ngài đi coi nhà tính chớp của chủ nhà hay gì á. Lấy nhìn con còn bao nhiêu phần trăm. Lấy đưa cái mỏ gần lại mới nhìn được. Cho mấy. Má nước mưa nó dâng lên luôn. Ừ, để lâu. À, đừng có lâu. Li liếm giờ sạch. Thôi, được rồi. 5 mấy phần trăm. 54%. Nhiều. 54%. Mấy lên đầu tư quá anh em ơi. Ngày đi làng ở đâu rồi. Sẵn đường rồi tôi đi xem với lên đi coi nhà coi. Kiểu như chỗ tụi tôi ở sắp tới. Ngày má ngày điên clip chiến vậy. Bình thường thấy ngày chạy con mô tô chiến mà nay ngày đi con xe khác nó nhìn không quen. Trời ơi là trời, mà nó đi mà nó làng được hay thiệt đó chứ. Để tôi gọi anh Kít cái. Mày đứng đó chờ một xíu tao gọi anh Kít cho mày. Đồ Kít nó khóa con mẹ nó mấy luôn à. Nó bỏ bé Len rồi. Hoặc là nó cho con bé Len đồ đi lạc ở Sài Gòn. Tôi đang chờ những cú bóp còi đến từ vị trí của các anh trai Bình Dương với anh trai Đắk Lắk, hai anh trai nó đi đâu mất tiêu rồi. Anh em sợ ba bé Len là đứng đó. Tôi đang gọi. À, có bị lạc, nó đang đứng ở bên chỗ ngay cà phê Hê Bình hay chế với em. Rồi, ngay lộ bánh mỹ nha. Ừ, ngay cái hẻm mình quẹo trái á. Má nó lỡ số điện thoại kiếm luôn. Ừ, tôi đoán luôn đúng không? À, phải like hai cái điện thoại anh em à, phải like hai cái điện thoại. Giỏi quá. Giỏi quá Len ơi, lỡ số điện thoại kiếm luôn rồi. Đây, lên đồ. Thôi còn địa chỉ nhà đó, còn gì lộ được lộ hết luôn đi Len. Go. Ây vô quá súp rô. Quá sổ tiếng Anh đúng là vô sổ tiếng Anh ác thiệt chứ. Vô đi nước ngoài cái vô sổ tiếng Anh ghê thiệt. Chưa biết bị lỗi số điện thoại hả? Để tôi nhắc ở trong kêu Kít chửi nó. Trời ơi Bảo ơi, thằng Len nó làm lộ số điện thoại của con Kít. Trời ơi là trời, kêu Kít chửi nó ơi Bảo. Ờ hồi nãy nó gọi điện Kít lộ số điện thoại. Ơi kêu Kít đừng chửi thằng Len nha. À, sắp tới sinh nhật anh ta. Sắp tới sinh nhật anh ba thì chắc là làm vlog sẵn là tôi quay bằng cái này cho quen để mốt đi Phú Quốc quay cho nó rôi dò tí được chưa? Lại cứng đó em, tay lại cứng là dương đó em, chưa cái đi cướp không á, nói với thằng Lê hai hàng đủ nó đi giùm cô Hùng mà bét luôn á, gà tao mới cướp xong vậy ngang rồi lại ôi ơi ơi ơi, má tao nghe cái gì mày nói tao giật cô Hùng nha, ai chơi trò đó mày? Được, vẫn được. Có nè, anh em, có nè. Ghê chưa, xuống nè. Hello anh em, hôm nay tôi đang ở Phú Quốc. Tôi đi tắm biển với lại mấy anh em GTA. Cùng với anh đó là anh em trong team. Kế bên tôi là cậu bé. Cậu bé đang mặc cái quần đi bơi, thiệt là dễ thương. Hôm nay tụi tôi sẽ quay một cái vlog để tặng cho mọi người nhân dịp lâu rồi chúng tôi chưa đi du lịch. Cái băng gì được chưa? Sao là tôi bị đang ngồi là đớp gì đâu với biển. Tôi anh em thấy mấy chỗ này không? Anh em thấy mấy cái chỗ này không? Tôi kéo vô, tôi lách cái đít mà bể cái đít lại, chặn đầu xe này nọ, dở đầu nữa. Sao chạy xe gì buồn vậy bạn mày không? Tôi đi không bao giờ mà kiểu anh em nào có giống tôi không? Không biết có nhiều anh em ở đây sao chứ tôi đi là tôi hít điện thoại đi song song ngồi nói chuyện. Đó, cứ vậy nè, chạy lên song song đi ngồi nói chuyện. Chứ đi ngồi mình buồn hiu đi chán chết mẹ ra, đi là phải lên ngồi nói chuyện chung đồ.
đi song song, trừ khi gọi là đường nhỏ thì mới bị chửi thôi, còn cái này đường rộng mà có ảnh hưởng ai đâu. Nhưng mà tin tôi, anh em nào mà ra mà gặp tôi ngoài đường chạy là không bao giờ kiểu để mà ở người đằng sau than phiền hay là chửi tôi đó. Thôi bị ý thức đó. Nghe đâu đi hàng 3 mới bị bắt mà đi hàng 2 làm gì bị phạt. Trời ơi, có lúc mà tôi đang đi giữa đường thấy cụ bà đang băng qua đường không, tôi chạy tới giữa đường, đang chạy giữa đường đá trong xe xuống tắt máy dắt cụ qua đường xong đi lại, ta vỗ tay đứng vỗ tay quá trời. Tôi nhà ở đâu anh à? Tôi như là kiếm được căn nhà ở quận 11, căn cũng khoảng 3,5 triệu thì phải, điện nước luôn là tầm khoảng 4,2 triệu, đang gọi là còn thương lượng, mong là gọi là đủ một căn phòng nho nhỏ ấm cúng để mấy anh em ngồi quay quần bên nhau giống như vậy. Tôi thật, nếu mà khi nó chọn căn nhà mà mỗi người một phòng á, tôi cũng đem cái máy qua mỗi ngày tôi được ngồi chung thẳng, sáng ngồi với anh Kiếp, ngày đầu ngồi với anh Kiếp, ngày hai ngồi với anh Bảo, ngày sau ngồi với ai đó, nếu mà có ai đó ở nữa, nói chung ai mà ở trong nhà tôi qua tôi ngồi hết. À căn này hết đồ tính ra thì mày không cần tôi nói chỉ, tôi coi cái tôi biết đường, sau này tôi chạy vô luôn rồi. Chủ quen à, chủ nghiêm giới thiệu à? Chủ quen chủ anh Nghiêm giới thiệu hả? Có bên anh Nghiêm bên à? À, bên anh Nghiêm à. Giờ thấy rồi, nghe người Hoa đã lấy vỏ rồi mà dịp bấm ra nó chớp rồi. Anh hai sao mà giàu vậy Ly? À tôi nói với anh em rồi nè, anh Nghiêm bữa bán phở hồi đợt thời gian trước là mới qua nước ngoài, là anh Nghiêm muốn đi bán phở bưng phở đó, cái vô tình ông ghét ông qua ông ghé ông ăn, ông gớt cái điện thoại lộ clip xét Nghiêm giữ tới giờ luôn đó chứ. Hả? Chứ anh em nói tôi xem sao anh Nghiêm giàu đúng không? Tối à gì à? Ban ngày ngủ dậy đi ăn sáng xong rồi lấy con Mercedes ra chở mấy em Mỹ Đen đi đi ăn phở, đi ăn cơm sườn bị chả. Trưa về mà ngồi ấp nhau xíu, bắt đầu tới chiều anh Nghiêm bút gáp cho em ấy về, bắt đầu tắm rửa sạch sẽ xong rồi tối lên stream với anh em chơi. Thấy mấy ông không làm gì nhiều đâu. Trời ơi tôi nói thiệt mà, tại vì là cái chuyện này là kiểu anh em mình biết nhau thôi nha. Tôi là kiểu anh Nghiêm là nói tôi là giữ kỹ đúng không, mà tại vì tôi quý anh em tôi mới nói bực mình nhỏ nhỏ cho anh em nghe thôi. Cái cục sạc ơi đợt tôi nói anh Nghiêm ơi, giờ anh Nghiêm sao chép cho tôi cái clip của Bill Gates đi, bây giờ em khổ quá. Anh Nghiêm kêu có việc Nghiêm gì Việt Nam rồi, Nghiêm đưa cho coi, chứ anh Nghiêm không cho xây cho tôi được. Hello anh Nghiêm nha anh Nghiêm. Trời ơi nãy giờ em ngồi em kể với anh Nghiêm quá trời anh Nghiêm. Anh em hỏi sao anh Nghiêm sao mà anh Nghiêm giàu dữ vậy. Em nói là anh Nghiêm mới qua anh Mỹ, là anh Nghiêm kiểu cố gắng làm ăn lắm, làm ăn bươn chải mà. Anh Nghiêm ơi đừng anh Nghiêm ơi, anh em mình thì chứ chết đó anh Nghiêm ơi. Mấy cái đó mà anh Nghiêm cứ cái clip rồi anh em mình để kỷ niệm, anh Nghiêm cứ show ra vậy không mà tan nhà nát cửa hết anh Nghiêm. Không, clip đi nắt cái gì khùng quá anh em. Clip nếu mà có clip đi nắt là anh Nghiêm sẽ không bao giờ nói vậy đâu. Đã bỏ cảnh này cho nó vậy. Chắc đây là lần đầu tiên của tôi khi mà được đi xem cái căn nhà này. Thì sau đó nếu mà được thì tụi tôi sẽ mua luôn. Đó. Đúng. Các bạn cùng đón xem vlog tiếp theo của mình nha. Đúng lạnh cá cha, người có tiền nói chuyện có khác. Cá cha mua căn nhà này thì Kiếp nó mua cái khách sạn đối diện. Cứ tối tôi ngủ dậy mà tôi không thấy Kiếp ở trong nhà, tôi biết Kiếp nó đi qua khách sạn rồi đó. 75k 2 giờ. Rồi, anh em mình sẽ tham quan bên trong nội thất căn nhà nè. Trang trí gọi là đá, gọi là hoa cương bóng. Em sang đi. Trời ơi, nhìn sang vậy. Phía dưới sau này tôi làm cái hồ cá gọi là biển sinh nữa. Nó lại đẹp tuyệt vời luôn á. Anh Nghiêm à, anh Nghiêm à, anh Nghiêm à, anh Nghiêm sắp về Việt Nam đúng không anh Nghiêm? Để em làm cái hồ cá hy sinh em đó anh Nghiêm. Có gì anh Nghiêm qua chơi, anh Nghiêm ngồi buồn, anh Nghiêm xuống coi mấy con cá bơi đồ. Được, nếu anh Nghiêm muốn em làm cái hồ cá bự bự cho Bảo nó bơi kế bên luôn. Nghe đâu là 4-5 phòng gì đó anh em. Nhiều. Nè, đi vô từng phòng coi nè. Ủa, đi đâu vậy? Coi từng phòng em. Mày đâu vậy? Hả? Đi đâu vậy? Mày coi tiếp, lên coi dưới đây. Mày sợ ma gì mày không dám đi mình mày? Mở đèn lên. Sợ ma đi không vô. Đi lên chung luôn chứ. Sợ ma không dám đi mình. Lên sợ ma. Thằng nào cũng giống vậy hết hả? Đúng rồi, đúng rồi. Có cái sân thượng nữa, lên coi sân thượng cũng là con tụi. Phòng ổn chứ.
phòng tính ra đủ để cái giường, để cái tủ, để cái máy gym. Xì phá. Có máy lạnh sẵn luôn. Phòng ban công đẹp quá vậy. Có cái ban công luôn á chứ. Dữ gì ho. Kiến trúc ác quá nhờ. Tạo kiến trúc chung. Thuê một căn lớn như vậy ở SG Marco A. Anh có mua cơ. Bảo toàn. Thường thì dao động nếu mà mấy cái căn này ở đâu anh không biết, dao động là tầm khoảng chắc từ 15 đến 25 triệu á em. Anh nghĩ trong cái khoảng đó. Còn căn này tụi anh thuê có 3 triệu rưỡi à. Tính luôn điện nước tầm khoảng 4 triệu 2 mà còn đang gọi là xin giảm giá. Có phòng nào bự hơn không ta? Kìa, ví dụ mà phòng bự hơn tôi kiếm kiếp với Bảo ba anh em để ba cái máy ngồi chim chung với nhau thì có đỡ buồn. Còn mấy phòng kia để chỉ để ngủ thôi. Ác quá à. Đó là trải ra nướng thôi anh. Tuyệt vời luôn chứ. Ok không anh? Được hả? Anh thấy ok đúng không? Nó gọn lắm. Ở đây mà tôi để cái máy chạy bộ thì nó là hợp lý. Nhà hiện tại không ở rồi. Nhà hiện tại thì của anh ba, trời ơi, tôi nói của anh ba thì mà anh em không tin, trời anh em cứ kêu tôi nhét chữ anh ba này nọ, mày dí anh ba, nhà này của anh ba thiệt, anh ba đang ra bán, bây giờ tôi đang đứng ra tôi làm cò nè, tôi học làm cò. Anh em nào có nhảy mua căn này giá dao động từ khoảng như là 5 tỷ đến 8 tỷ gì đó thì anh em liên hệ qua tôi kiếm cò. Một dạng về như thế này nữa là elbet luôn. Mà buồn cái giờ đi xa chị Chi, xa cái cô giặt đồ gần hay giặt cho tụi tôi thiệt chứ. Ở nhau cũng được 2 năm rồi. Phòng này cực kỳ rộng quá. Coi hàng xóm xung quanh lên. If you see me rolling, nếu em không bắt thấy. Anh em biết không, cái dòng mày sợ ma đi là hay hét hét hay nói để cho đỡ sợ anh em biết không. Cái thằng ấy nữa là yêu em không bắt máy. Vô toilet coi lên, coi toilet có ok không? Ây da, cái phòng này hồi trước làm là cái background nè, background ác chưa? Phòng hát cao kê à. Phòng này cho tôi, tôi làm đẩy mạnh cái công ty entertainment. Ok luôn á chứ. Cờ lê music entertainment. Nhà vệ sinh này, lấy chưa coi nhà vệ sinh đúng không? Sạch sẽ. Đúng kiểu mới xây luôn nhỉ. Đù, cái giò tắm này thấy chịu rồi nè. Cái giò tắm này nó hơi mạnh luôn. Rồi, lấy cho mình xem biết chứ. Nghe cái đây. Dựng sáng sáng có dưới cái tầng này. Nhà như là thiếu thiếu á kia. Ok, thấy sang á. Đó, vậy chị fan hay bảo đứng tên luôn đi. Được á. Ok luôn. Mình thấy được, mình thấy hết luôn rồi. Mình có coi chim bé đen nè. Mà thiếu hầm ngủ nha kết. À, có hả? Dạ, yeah. Mình thấy trên sân thượng để cái mộc nhân với cái máy chạy bộ nữa kết. Có sân bay rồi, có sân đậu máy bay rồi. Vậy để bố anh Nghiêm, đi trực thăng về. Rồi vậy nha. Rồi đi làm mình đồng đi. Bao nhiêu tầng hết? Thiếu phòng tắm chung với phòng xông hơi, cái Diên Linh nó khoái xông hơi lắm. Bao nhiêu tầng hết? Như 5 tầng thì phải. 5 tầng là tầng tính thượng lên lợi đúng không? Là 4 tầng là có phòng ngủ. 4 tầng. Hơi nhỏ không, tôi thấy vậy ok. 6 tầng thì phải. Chủ yếu công việc của tụi tôi là gì cũng ngồi phim không chứ đâu có gọi là làm gì nhiều đâu. Chủ yếu ngồi quay phim suốt ngày là ngồi phim xong cũng ăn uống và tắm rửa. Nếu mà không đi chơi với bạn bè, gia đình thì cũng ngồi chơi game với anh em nữa. Vậy là ok rồi. Chơi theo ảnh hả? Hả? Chơi theo ảnh hả? Ừ, theo ảnh. Mà buồn quá, chắc tôi đem cái máy xuống giữa nhà hoặc là xuống dưới nhà luôn để có gì tôi phim mà tôi còn thấy anh em đi ra đi vô cho đỡ buồn. Cái phòng chỉ để ngủ thôi mà chắc là tôi cũng đem lên tôi đem đồ qua tôi ngủ chung tụi nó nữa. Có hôm mà em giặt ủi có chị. Ai không canh nhà nha, nhà khóa được. Kế bên nhà tôi à. TR Nguyễn là Trang Nguyễn hay là Trung Nguyễn? Nếu mà Trang thì cho xin làm quen. Sau này chúng ta sẽ là hàng xóm tốt. Còn mà Trung Nguyễn thì xin nhá. Không ngủ ngà ở chung cho vui à. Ai biết bé đen đâu không, cái này thật luôn á anh em. Cái vấn đề mà ở chung này nọ là tôi sao không được hết. Ở chung mày ở chung càng tốt, ở đông càng tốt chứ có gì đâu. Ở chung thì xe tiền, nhẹ tiền, vui nữa. Anh em cứ nghĩ nhà mà to rồi mày ở cũng vài móng giống như hiện tại là nhà nè. Bữa mà anh Thịnh đi về quê, lúc mà chưa có một Lộc, Linh cũng ở Đà Nẵng, có tôi kiếp với Bảo Tiến thì nó đi lên chỗ trên nó ngủ, nó tập luyện ở đó luôn, nó lo chùa tuyển thủ. Anh ba về nhà, mẹ nhà vắng que buồn chết mẹ ra. Không, cái vấn đề ở chung này nọ là tùy anh em quyết định à.
Cái này tôi nói này, tôi sợ sợ bôi cái kế hoạch sắp tới của anh Ba chứ. Anh Ba đang dự định là xây một là cái lâu đài luôn. Không biết có trừ chỗ chứa anh em về không? Chứ tôi là xin bữa giờ tôi xin anh Ba ở Bana, tôi xin anh Ba ở Bana một phòng. Tôi ở tôi giữ gia tài giùm cho. Nhét chữ. Ai có điện thoại đó quay giùm cái mặt này cái. Thằng này mà nhét chữ anh Ba sau này mà nếu anh Ba không có say đó thì anh em nói gì nói tôi cũng chịu. Chửi gì chửi tôi cũng nghe. Quay lại với tôi đoạn clip này. Trong năm 2023, 2022 hoặc là trễ lắm là 2023, 2023 là anh Ba sẽ có một cái biệt phủ. Không tin thì thôi đừng nói tôi là thằng xấu tộc nha, xúc phạm tôi đó.